là một người có cái lưu ôn nhu tinh tế bình thường với tất cả mọi thứ trên đời này, thì cái series áo thun cổ tròn tay nguyên bản này là dành cho bạn đó. Với em 65 màu đen này, các bạn có thể chọn đi chơi cùng bạn gái để thể hiện được sự cuồng ngầu nhưng mà đơn giản của mình. Với em 64 này, màu trắng chậm đá hơn một xíu thì cho mấy ngày ra mắt gia đình người yêu được nè, sáng sủa tinh tương lắm luôn. Với cái bạn 66 thì logo bảy sắc cầu vồng mang lại sự trẻ trung tươi mát này á, ngọt ngào đến mức gần ai cũng sẽ tan chảy luôn á. Nhưng mà ngọt ngào đến mấy rồi cũng tan thành mây thôi, hiểu chưa? Mấy cái giọt nước mắt mà chảy ngược vào tim thì mấy cái lúc đó vẫn còn phải đẹp nha mọi người. Nói vậy thôi, áo đẹp thì mặc lúc nào mà chả đẹp chứ. Vẫn là với chất liệu cotton tâm bắp, thành phần là 100% cotton sang xịn mịn. Ghé nhanh nhanh mây để có đồ xinh đẹp nha mọi người.